Bà ba uống gì? Lông đen, lông đen. Rồi em chỉ mẹ cái trái bự là trái nào đâu? Đâu? Đi sát lại đây chỉ coi. Trái đó đó hả? Trái này là trái trái gót, nó chưa có chín. Nó chưa có chín. Ừ, con hái không có tới. Trời ơi, giục luôn, chọi luôn. Chọi luôn. Chọi lên luôn. Làm sao chọi tới? Đúng rồi. Ơ lượm dép vô, lượm dép vô. Phải mang dép vô mới được, không mang là mất dép á. Bà ba uống xong rồi, bà ba uống xong sữa rồi. Đậy nắp lại. Bà ba uống xong đậy nắp lại. Rồi Phúc Yên có lấy dép vô không? Người ta mua dây chai tới kìa. Người ta lượm đôi dép con luôn á. Sợ quá. Sợ chạy lên bà nội kìa chứ sợ chạy đâu đây. Tao đi lên bà nội luôn. Đi lên bà nội xiết. Dây chai tới lấy dép á, đi lên bà nội. Đi lại. Sợ sợ dây chai lấy dép. Giờ. Giờ. Đó, lượm đôi dép, lượm đôi dép, lượm đôi dép Phúc Yên. Phúc Yên, lượm đôi dép. Lượm đôi dép con vô. Rồi, mất đôi dép á. Mất đôi dép á. Lượm đôi dép. Mang vô chân đi. Quay cảnh này đẹp lắm bà Trân. Mang vô chân. Cảnh đồng lúa này đẹp lắm nè. Mang vô, mang vô, mang vô chân ơi. Đi đâu hả? Đi lại, đi lại, đi lại cái xe. Đi lại cái xe, đi đi, đi lại cái xe. Trời ơi. Đi, đi lại cái xe nè. Xong vậy xong nữa hả? Bà nội bán xong rồi kìa. Lấy gì nữa? Quay, quay hai cái con ốc. Quay hai ốc hả? Ốc cứ ngắt hàng quay đâu có được. Bà sớm đâu về. Chết cho bò vậy. Có con bò. Nào tiêu quá vậy. Chờ ngày lâu đâu hết. Dạ rồi. Tên xe nước hả? Có sớm xe. Happy. Có bánh chuối không? Happy. 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 Cô đâu rồi? Cô đâu? Happy. Cô đâu? Ba. Đi qua gặp bà ngoài kia tính làm cho ba má không ngoài kia luôn. Cứ ghét cô lắm nha má ơi. Áo dính gì vậy? Dính cọng cây. Dính cọng cây hả? Xong chưa? Đi vô nghe. Ở đây làm gì? Nhiều chuyện kìa. Có bánh cho bà Sáu à? Có bánh cho bà Sáu ăn không? Hỏi cho con đi bán bao được nhiêu tiền? Bán chị 20. Ốc lộn 20. Cái dễ lấy rau. Cái này nó sợ của Tư mà. Cái người thì bảo không bán, tôi bán lấy giận không giờ nào trơn lấy rau luôn. Dạ. Dạ cái bán bông của em bán đầu quà bó, ba bó, dạ trung bó. Dạ mới bắt tiền của em qua cho một. Còn tiền không? Còn tiền nào tiền kia nó lấy hết. Nãy em biết rồi ha. Cũng được. Bye bye bà nội Diệp con. Bye bye bà nội Diệp. Bà nội Diệp đi kìa. Bye bye. Bye bye. Dạ đi, chỗ nào vô bà nội Diệp chơi. Bye bye. Bà nội đi rồi. Bye bye. Rồi mang dép vô. Còn chiếc, còn chiếc, còn chiếc kìa. Còn chiếc kìa. Còn chiếc bông của em bán rồi, bà đó bó, bà rồi bà nội đi rồi mình đi vô thôi nè. Cầm cầm đồ ăn vô nè, không cầm mẹ giục nha, mẹ giục cho mấy con Kiki nó ăn nha, chứ mua không xách vô nặng luôn chứ. Ừ, bye bye bà nội Diệp.
mang dép vô nhà. Đúng rồi. Rồi đi thôi. Đi thôi. Chi cha chi. Đi xong. Đi chợ xong rồi đó. Trời ơi nhìn nó nè. Đi vô nhà lẹ. Tự nhiên đứng đây làm chi vậy? Cầm gì? Tôi đi vô tôi ăn hết luôn. Bỏ luôn. Làm gì? Đùng đùng á. Một hồi đùng đùng đó là mẹ bỏ luôn á. Bác Út đốt pháo dục đùng. Giờ leo lên đó hả? Lên đó làm gì? Thôi, cởi dép ra nữa. Trời ơi. Vậy hả? Thôi đi vô mẹ rửa đồ, mẹ dọn dẹp đồ nè Thúy. Chứ ở ngoài này mẹ đi ra đây làm sao? Đi vô nhà. Tao bỏ người ta chở đi luôn á. Ui, đùng đùng tới kìa. Mẹ Nhi đi vô nha. Đùng đùng kìa. Đi vô. Đi xuống. Đi xuống đùng đùng kìa. Đốt pháo đùng đùng tới kìa. Nhanh lên. Xiết lên. Ngồi làm chi vậy? Ngồi mát hả? Trời ơi thương à. Thôi đi vô con. Đi trốn hả? Cút. Cút à. Đi trốn mà. Đi trốn ngồi đó tao thấy chân bộ không thấy à. Nhớ không á, dính đồ á, dính quần áo á. Nha. Phúc Yên. Phúc Yên. Quay qua mẹ nè. Sao quay cái lưng lại?